Xin chào quý vị và các bạn nhé, mình là Xuân Hùng đây. Hôm nay thì giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe, đó là chiếc xe Santa Fe. Đây, Santa Fe máy dầu đây, 2008, 7 chỗ số tự động, cực chất luôn. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng của em Xuân Hùng Ô Tô. Ngày hôm nay 30 tháng 9, ngày cuối tháng 9 đây, thì bên em vừa về một chiếc xe Santa Fe máy dầu. Chiếc này là chiếc máy dầu đời 2008, số tự động 7 ghế. Và chiếc này được trang bị động cơ máy 2.0. Vâng, thưa các bác, thì một cái dòng xe Santa Fe khá là chất lượng và đẹp. Bên em đang chào bán với giá là 455 triệu đồng. Quý vị anh chị các bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu sâu xa về chiếc xe máy dầu 7 chỗ này thì liên hệ, thì hãy xem hết video của nhé. Và nếu như đã kết chiếc xe này rồi thì hãy liên hệ với em theo số hotline 0789 323 799 để biết thêm thông tin chi tiết cũng như được thương lượng giá cả hợp lý nhất. Bên em vẫn đang hỗ trợ chương trình mua bán xe trả góp các bác nhé. Thì các bác là có nhu cầu mua xe trả góp thì bên em sẽ hỗ trợ các bác ở lãi suất thì rất là rẻ thôi, thì 0,7 đến 0,8% một tháng thôi, khá là hợp lý cho các bác để mua xe. Vâng, thưa các bác, thì quay lại một chiếc xe Santa Fe 2008 máy dầu số tự động. Cái bản Santa Fe này là một cái bản xe mà nó khá được nhiều người ưu chuộng và nó khá là giữ dáng. Xe thì bền bỉ, chất lượng và siêu tiết kiệm luôn. Chiếc này máy dầu thì cũng chỉ tầm 8 lít thôi, máy 2.0. Ăn rất ít và chạy thì cực sướng luôn, 7 chỗ. Xe được trang bị rất nhiều các tính năng tự động. Bản này là bản MTZ nhé bác nhé. MLX, xin lỗi bác, MLX. Đây là bản MLX, một chiếc xe Santa Fe máy dầu. Bản này thì là bản đặc biệt, quá là ngon luôn. Vâng, thưa các bác, thì một chiếc Santa Fe không lạ lắm thì với chúng ta. Ngày hôm nay em lấy về thì cũng quay lên để cho các bác tham khảo. Các bác nào đang có nhu cầu mua xe 7 chỗ máy dầu về chạy gia đình thì đây là một chiếc xe khá là hợp lý. Một cái dòng xe này từ khi ra đời đến bây giờ thì chưa ai có chê nó một cái gì hết, chỉ có khen thôi. Và xe thì chất lượng quá tốt, từ 2008 đến bây giờ xe là còn quá ngon nhé. Xe trang bị màu sơn đen cũng khá lịch lãm và form dáng thì không bị lỗi mốt từ 2008 đến bây giờ nhưng vẫn còn khá là đẹp. Vâng, thưa các bác, một chiếc xe Santa Fe 2008 bên em đang chào bán với giá là 455 triệu đồng. Một cái mức giá mà khá hợp lý cho các bác, và các bác là đang có nhu cầu mua thì hãy liên hệ với bên em và bên em vẫn có thể bao hồ sơ cho các bác và giảm cho các bác một chút giá nữa được để cho các bác vào việc cho nhanh chóng. Vâng, thưa các bác, thì đến tiến gần chiếc Santa Fe. Santa Fe ngày xưa thì cái mặt ca lăng này nó không được đẹp như bây giờ, nhưng mà nó cũng là một cái sự đột phá của 2008 rồi. Đèn thì đã có đèn bi cầu, đèn halogen, đèn gầm đầy đủ các bác nhé. La răng đúc theo xe, lốp thì còn khá đẹp. Lốp con này còn rất đẹp luôn ạ. Đây, các bác xem lốp còn rất đẹp luôn ạ. Xe được trang bị xi nhan trên gương rồi. Xi nhan trên gương rồi. Đấy, xe này rất là tiện, tay lắm được mạ chrome. Về nội thất thì chiếc này nó cũng khá đơn giản thôi, không có gì là cầu kỳ cả. Một chiếc Santa Fe, gương kính chỉnh điện, bốn cánh, gập gương bình thường. Đây, gập gương đi các bác nhé. Đây ạ, đấy, gập gương bình thường. Một chiếc Santa Fe đời 2008 cũng khá nhiều cái tính năng cao cấp đây. Ví dụ như vô lăng thì đã tích hợp bàn phím này. Rồi thì điều hòa thì điều hòa cơ thôi, chưa điều hòa tự động. À, điều hòa tự động rồi, xin lỗi các bác, đây điều hòa tự động rồi nhé, auto nhé. Số tự động này, máy 2.0, vẫn là đầu đài nguyên zin chứ chưa thay màn hình cam nùi. Về nội thất thì còn khá là nguyên zin đây, từ cái ghế da đến cái tablo rất còn đẹp. Xe được trang bị cửa lock đầy đủ này, cửa lock đầy đủ. Một chiếc Santa Fe thời đấy thì cũng khá là ổn định rồi, và đến bây giờ thì nó cũng vẫn còn khá là tiên tiến, chứ chưa đến nỗi lạc hậu một chút là. Xe thì ghế được chỉnh điện này các bác nhé, ghế chỉnh điện này. Rồi thì có một cái chế độ mà ấn lên để nó lồi cái ghế lưng lên để chúng ta ngồi đây, ấn nó lồi cái lưng lên để chúng ta ngồi cho nó thoải mái, ví dụ chúng ta đi đường mà nó mỏi lưng đấy thì rất là đẹp. Xe thì bao zin các bác luôn nhá, không có đâm đụng va chạm gì. Một chiếc Santa Fe đây, về khoang sau đây, xe khá rộng, 7 chỗ. Thưa các bác là 7 chỗ thì nó sẽ rất tiện lợi cho các bác này, đi 5 chỗ cũng được, mà không thì chúng ta đi 7 chỗ. Và khoang sau là rất rộng luôn, khoang này thì ngồi 4 người vẫn thoải mái nhá. Cho phép từ 7 chỗ thôi nhưng mà chúng ta có thể đi đến 10 người.
rất rộng, rất rộng rãi luôn. Và ghế thì vẫn còn nguyên zin này, nguyên lý này, nguyên nguyên cái da của theo xe này đấy. Một chiếc Santa Fe cũng được khá là giữ gìn, điều hòa được trang bị thêm hai cái cánh ở đây, rất mát các bác nhé, rất mát luôn, kể cả ghế sau nữa. Một lát em cho. Khác với Innova thì Innova sẽ có dàn trên trần, còn Santa Fe thì sẽ có dàn ở đây, rất là mát luôn hai bên. Và đằng sau, hàng sau cũng vậy. Đây sẽ cho các bác xem hàng sau nhé. Về la răng thì khá đẹp đây này, lốp mới nha, lốp còn đẹp luôn nhé. Mắt đèn cũng còn khá là đẹp, chưa bị làm sao cả. Đây em sẽ cho các bác xem về phần sau. Đằng sau nó cũng có điều hòa hai bên, cho nên là chúng ta ngồi nó sẽ rất là mát. Đây, điều hòa hai bên của ghế sau đây, rất mát luôn các bác nhé, rất là tiện lợi. Và có cả chế độ chỉnh gió luôn, là to bé là sẽ tự chỉnh được. Và có cả cổng sạc này đấy, rất tiện lợi luôn cho chúng ta nhé. Cổng sạc một chiếc Santa Fe hai đời 2018 mà nó đã rất nhiều các tính năng rồi, rất tiện lợi cho gia đình chúng ta đi trên một chiếc xe này. Vâng, thưa các bác, thì xe bên em đang chào bán với giá là 455 triệu đồng thôi, một cái mức giá khá là ổn định và khá là hợp lý so với thị trường bây giờ. Thì một chiếc xe ngon như thế này thì với giá mức đó thì cũng có hợp lý thôi. Đã, rất đơn giản nhé, xe thì rất đơn giản thôi nhưng mà cũng khá nhiều những tính năng hay. Đây, hai cửa gió điều hòa đây, và cũng có chế độ mà to nhỏ tắt hay là bật đấy, rồi chỉnh lên, chỉnh ngang, chỉnh dọc, chỉnh lên, chỉnh xuống. Thế nhá, đấy, rất là tiện. Nó sẽ tiện hơn những cái chiếc xe ở chỗ khác. Innova thì nó chỉ có ở trên nóc thôi, vì Innova thì không thể làm điện cửa lock được. Chính vậy mà chiếc này nó có cửa lock thì nó sẽ phát triển xuống đó. Đấy các bác nhá, cửa lock đây đấy, rất tuyệt vời. Một chiếc Santa Fe 2008 máy dầu. Và chiếc này cũng khá là ổn định các bác nhá. Nếu các bác nào có nhu cầu mua 7 chỗ thì đây là một chiếc xe khá là tốt, chạy còn khá chất. Đăng kiểm của đến tháng 12 năm 2020. La răng đúc, lốp đáp còn đẹp, gầm vệ ok. Mà đèn nói chung là chiếc xe này còn khá là đẹp. Máy dầu 2.0, khá là chất luôn các bác nhá. Vâng, thưa các bác, thì em đã giới thiệu cho các bác một chiếc xe Santa Fe 2008 máy dầu bản 7 chỗ và 2.0 số tự động Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Thì chiếc này bên em đang chào bán với giá là 455 triệu đồng. Các bác nào đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy liên hệ với em theo số hotline 0789 323799 để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là được mua những giá hợp lý nhất các bác nhé. Vâng, em xin chào, hẹn gặp lại các bác nhé.